Một người đàn ông đến một quán bar trên tầng 81 của Sài Gòn. Hắn uống một ly và đến phía cửa sổ và nhảy xuống. Gã ngồi kế hắn hoảng hốt và thực sự sốc ngơn khi 10 phút sau hắn quay lại và như chưa từng có gì xảy ra. Gã ta liền hỏi hắn: "Anh làm thế nào vậy? Tôi vừa thấy anh nhảy xuống đó mà." Người đàn ông trả lời: "Ai biết đâu, tôi chỉ uống ly rượu này và nhảy xuống. Và khi gần chạm mặt đất, ly rượu này làm cho tôi chậm lại. Để tôi biểu diễn lần nữa nha." Nói xong, người đàn ông tới chỗ cửa sổ và nhảy xuống lần nữa. Gã ngồi kế cũng theo sau và nhìn xuống thử. Đúng là khi gần chạm mặt đất, người đàn ông bỗng nhiên chậm lại và đáp cánh nhẹ nhàng. 10 phút sau, người đàn ông quay lại quán bar. Gã ngồi kế liền cầm ly rượu của người đàn ông uống một ngụm và nói: "Tôi cũng muốn thử." Uống xong, gã ta tới chỗ cửa sổ và nhảy xuống. Nhưng khi gần chạm mặt đất thì gã không hề chậm lại và cứ thế. Người đàn ông kêu thêm một ly khác. Anh bartender chỉ lắc đầu nhẹ và nói: "Hễ mỗi lần say xỉn vô là anh khốn nạn dữ lắm đó nha Superman."